Hello, xin chào tất cả bạn trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ review cho bạn về một dự án kết hợp giữa GameFi và trend hot nhất gần đây, đó chính là Mutual. Và mình đánh giá rất cao về dự án này cũng như là tiềm năng phát triển của nó. Thì token chính của dự án sẽ được list trên sàn Bybit, một trong những sàn giao dịch cryptocurrency lớn nhất hiện nay. Và mình đang nói đến đó chính là dự án Woken tại woken.io. Thì dự án Woken sẽ được chạy trên nền tảng blockchain của Solana. Nó kết nối giữa các hoạt động rèn luyện sức khỏe cùng với đó là GameFi và giúp mọi người có thể kiếm token. Thì app của Woken sẽ có trên các cửa hàng ứng dụng của App Store và Google Play trên Android và iOS nha bạn. Thì cái cơ chế chính của Woken là kết nối các hoạt động thể thao trong đời thực với trò chơi trực tuyến và có thể kiếm được token bằng cách là mọi người có thể đi bộ nhiều hơn để tham gia vào các trò chơi chiến đấu khác nhau trong Woken bằng việc mà các bạn sở hữu các NFT là Castly đó bạn. Thì đây là nhân vật NFT trong nền tảng của Woken. Và nền tảng được thiết kế cho phép người chơi có thể thu lại được các token lợi nhuận thông qua các cơ chế kiếm token trong game nha bạn. Thì các bạn thấy là đây là các nhân vật trong game của các bạn và mỗi người sẽ sở hữu một cái con Castly này bằng cách là các bạn sẽ đi bộ rèn luyện sức khỏe và các bạn tích các điểm kinh nghiệm cũng như là sức mạnh cho những cái con này và tham gia vào các trận chiến trong GameFi. Thì cái đồng token chính của Woken là đồng WLKN. Và các bạn thấy là đây là đồng token được sử dụng cho các hoạt động trong trò chơi nha bạn. Các bạn có thể sử dụng đồng token này để nâng cấp nữa bạn, để mua các NFT. Và các bạn có thể kiếm được cái đồng token này và thu lại được lợi nhuận. Thì chi tiết hơn là các bạn có thể đi bộ và nâng cấp cái nhân vật Castly của bạn. Đá quý thu được khi đi bộ được sử dụng để nâng cấp các nhân vật NFT. Nâng cấp tốc độ, sức mạnh và sức chịu đựng sẽ giúp bạn trong các trận chiến trong trò chơi. Đây các bạn, các bạn sẽ đi bộ và thu lại được cái gem. Gem là đá quý, là đơn vị để các bạn có thể nâng cấp các nhân vật NFT, các chỉ số như là tốc độ nữa bạn, sức mạnh và sức chịu đựng. Cạnh tranh và có được token, chỉ cần nhấn một nút để kết hợp với đối thủ cạnh tranh của bạn, chiến thắng mang lại cho các bạn token WLKN. Nền tảng được thiết kế theo cách cho phép người chơi thu lợi về mặt tài chính bằng cách sử dụng các cơ chế kiếm token trong game. Thì đây là cái cơ chế mà các bạn sẽ đấu với những người chơi khác nữa bạn, và các bạn có thể giành được token. Thì các bạn thấy là nó sẽ có các cơ chế tóm tắt như sau các bạn. Đó chính là các bạn sẽ chiến đấu với những người chơi khác và các bạn sẽ giành được cái mã token là WLKN. Các bạn có thể level up. Và có một cơ chế nữa là các bạn sẽ work to earn, tức là các bạn sẽ đi bộ để kiếm được đá quý. Và các bạn sẽ chỉ cần chuyển đổi hoạt động hàng ngày của bạn thành đơn vị tiền tệ trong trò chơi, sử dụng các điện thoại của bạn hoặc là các thiết bị đeo của bạn để dễ dàng theo dõi các bước của bạn. Vì với 1.000 bước thì các bạn sẽ được một viên ngọc. Và các bạn sẽ sử dụng viên ngọc này để nâng cấp cho các nhân vật NFT. Và các bạn sẽ qua đây, các bạn sẽ tham gia vào các GameFi, tham gia vào các trận đấu và giành được cái mã token là cái mã token này để đổi ra được lợi nhuận nha bạn. Mua và bán các item trên thị trường Marketplace. Thì các bạn sẽ mua một số vật phẩm NFT để tăng các chỉ số của nhân vật Castly của bạn, nhân vật NFT của bạn.
hoặc là bán những cái nhân vật NFT này trên thị trường marketplace. Cùng với đó là các bạn có thể bán được những cái item, những cái vật phẩm mà các bạn kiếm được. Và cái team phát triển chính của Woken là đây nè bạn. Thì đây là một team đến từ nước ngoài các bạn. Đây là một đội ngũ nước ngoài với co-founder và CEO là Alexey Kulevets. Và mình nghĩ là team này là team người Nga hoặc là người Ukraine hay sẽ tháo bạn. Mình nghĩ là vậy. Mình nghĩ đây là một team người Nga. Và đây là những cái nhà đầu tư chiến lược cũng như là partner của Woken ở bạn. Thì ta có là Moon Holding, có cái game gui khá là nổi tiếng là Yu Game Guy ở bạn, Infinity Venture, cùng với đó là rất là nhiều cái nhà đầu tư có tiếng trên thị trường NFT game. Về lộ trình phát triển của Woken thì vào quý 1 2022 thì nó hoàn thiện cái MVP và bắt đầu thử nghiệm cái phiên bản beta trên blockchain. Trong quý 1 2022 này cũng sẽ có những cái app trên iOS, trên Android và web nữa các bạn. Đến quý 2 2022 hoàn thiện giải pháp kỹ thuật và phát triển sản phẩm theo phiên bản 1.0. Mở thị trường NFT marketplace để mua và bán các nhân vật. Các chức năng về staking nữa bạn. Và có các thuật toán PvE để tìm trận và chiến đấu. Thì hiện tại là đang đi đến cái quý 2 nữa bạn. Và quý 3 2022 thì sẽ có khả năng chuyển đổi và lai tạo cho các nhân vật NFT đó bạn. Nhân vật NFT Cashly và tạo ra những cái con NFT mới. Đây là khả năng sinh sản các bạn. Cùng với đó là quỹ Treasury thì sẽ tặng ngẫu nhiên các vật phẩm loot NFT cho người chơi. List trên các sàn giao dịch đầu tiên thì sắp tới Woken sẽ list trên sàn Bybit nhé bạn. Đã có cái link badge của Woken trên Bybit rồi. Và giao thức fiat để cho phép mua NFT với tiền fiat các bạn. Sẽ có cái tính năng cho phép các bạn mua NFT với stablecoin, mình nghĩ là stablecoin hoặc là bằng tiền mặt luôn các bạn. Cơ chế chơi bổ sung ở quý 4 2022 đến quý 1 2023. API mở dành cho các nhà phát triển để phát minh và xác nhận cơ chế chơi của riêng nhà phát triển đó. Thì nâng cao khả năng sử dụng của người chơi bên ngoài trận chiến, tạo ra siêu vũ trụ, thể dục và cơ chế trò chơi meta. Phân bổ đất để bán và môi trường sống của người chơi. Nền tảng DeFi sẽ có trong cái quý 4 2022 này đến quý 1 2023. Thì các bạn có thể theo dõi Woken trên các nền tảng social media như là Telegram nữa bạn, Twitter, Discord và Reddit. Thì Woken, cái kênh thông báo của Woken các bạn thấy là có hơn 226.000 lượt subscribe các bạn. Thì đây là một con số mình nghĩ là khá là khủng á. Và các bạn thấy là nó sắp list trên Bybit là có thật nha các bạn. Và đây chính là cái kênh Twitter của Woken đó bạn.
Đây các bạn thấy là nó có hơn đây các bạn thấy là nó có hơn 159.000 lượt theo dõi đó bạn. Thì đây là một dự án mình đánh giá cực kỳ tiềm năng và chắc chắn là mình sẽ cập nhật về các tình hình mới nhất của Watkin đó bạn. Mình sẽ tham gia vào cái ứng dụng này bởi vì mình nghĩ ra đây là một dự án kết hợp GameFi và cái trend Mutual mà mình muốn tham gia nhất. Thì nếu như các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Và mình có tạo một cái group Telegram, các bạn có thể tham gia vào đó để chúng ta cùng nhau giao lưu, chia sẻ kết bạn và kết nối các dự án NFT game trên thị trường. Và bây giờ xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.